Nếu không quen với vị cá biển, chút chua dịu nhẹ của thơm cà sẽ khiến món cá nục dễ ăn hơn đấy. Cà chua xanh cắt muối, thơm thì xắt thành từng miếng mỏng. Ướp cá với các gia vị cơ bản và một ít dầu nén. Trở đều để cá thật thấm gia vị nhé. Đun sôi nước, cho đầu hành lá vào cho thơm rồi trút cá vào nồi. Nấu một vài phút cho cá ra nước ngọt rồi mới thả cà chua và thơm. Giờ thì chỉ còn chờ tất cả các nguyên liệu vừa mềm nữa là xong. Cá nục nấu kiểu này rất dễ ăn bởi vị tươi ngọt của cá và cái chua dịu của thơm cà đã hòa hết vào nước canh. Húp nước đã ngon, thả thêm chút bún lại càng bắt. Một chén rồi lại một chén. Ông bà ăn hết cả nồi lúc nào không hay. Ăn ngon với tinh thần vui vẻ là liều thuốc cực kỳ hiệu quả đối với người cao tuổi. Một bữa tối thật ấm cúng khi cả nhà quây quần bên mâm cơm cá nục chắc chắn sẽ khiến cho các cụ rất hạnh phúc đấy nhé.